Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về nồi nấu đa năng Romeo Bakker có thêm chức năng áp suất. Romeo Bakker là một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng của Đức chuyên về các ứng dụng điện cho gia đình như thế này. Và như bạn thấy thì nồi nấu đa năng áp suất của Romeo Bakker có thiết kế rất là đẹp, bắt mắt với màu đen là màu chủ đạo và được diềm trắng làm tăng thêm cái vẻ nổi bật của nó. Ngoài ra thì phần màn hình ở đây rất là dễ nhìn, dễ điều khiển và nó được thiết kế với phím tròn ở đây, rất dễ để xoay và điều chỉnh. Ngoài ra thì có thêm các cái biểu tượng để các bạn có thể hiểu được là nồi đang nấu ở cái giai đoạn nào, chương trình nào, cực kỳ dễ hiểu. Và như các bạn thấy thì nồi còn có thiết kế rất là nhỏ gọn vì nó đã tiết chế cái phần quai nồi sách ở phía bên trên này như các nồi thông thường khác. Thay vì đấy thì các bạn có thể bê nồi lên một cách dễ dàng như này. Làm được điều này là vì với cái phần cách nhiệt bên ngoài này, Romeo Bakker đã làm rất là tốt trong quá trình các bạn nấu hay là sau khi các bạn nấu xong thì nồi cũng không bị nóng ở phía bên ngoài. Các bạn có thể cầm sát tay như thế này. Và giờ thì mình sẽ quay lại gần hơn để cho các bạn thấy được những cái đường nét chi tiết cụ thể và những cái chức năng cơ bản của Romeo Bakker. Ở cái cự ly gần như này các bạn thấy là nồi rất là đẹp. Với phần thiết kế phần nắp ở đây các bạn thấy là cái phần đây chính là phần tay cầm cho các bạn cầm nắp đây. Trên phần tay cầm này nó thiết kế một cái phần van này. Phần ở đây chính là cái phần mà khi các bạn ấn nút van sẽ nhô lên, nó làm khí hơi nước thoát ra và giảm áp suất trong nồi đi để các bạn có thể mở nồi dễ dàng. Hai cái biểu tượng hình khóa và mở khóa để cho các bạn giúp là các bạn định hướng được là các bạn xoay chiều nào thì là mở nồi và xoay chiều nào thì đóng nồi. Đây, mở nồi các bạn xoay phía bên sang trái như này và nhấc lên dễ dàng. Và khi đóng nồi thì các bạn xoay theo hướng ngược lại. Nồi thiết kế rất là chắc chắn, dày dặn. Như các bạn thấy ở đây là phần vung nồi đây, phần van này. Mọi cái chi tiết là bằng thép không gỉ, rất là dày dặn. Các cái đường nét rất là sắc sảo để các bạn có thể khóa nồi van để các bạn đóng vung nồi nó an toàn trong khi các bạn nấu với áp suất cao. Còn phía bên trong nồi thì các bạn đã được tặng sẵn một cái, đây là cái muôi này và cái thêm một cái can nước này. Một cái vỉ hấp kèm thêm một cái, bên trong này là một cái chân giá đế để khi các bạn nấu vỉ hấp các bạn có thể kê lên để cho nó có phần khoảng cách với phần đáy và dễ dàng nấu phần như là nấu hấp các đồ hấp thì các bạn có thể dùng này. Còn đây là phần lõi nồi thì bằng thép không gỉ, phủ lớp chống dính rất là đẹp và an toàn này. Các lớp chống dính chất lượng cao. Nồi thì cũng có rõ luôn cho các bạn mức phân vạch nước ở đây. Thì các bạn lưu ý là nấu là mình nấu áp suất và các bạn luôn không bao giờ cho quá đầy cái nồi. Ở đây nó có phần max và các phần chia level cho các bạn thấy. Và đây là phần thiết kế bên trong. Bên trong thì cái phần này là phần thép không gỉ, được mạ tĩnh điện rất là dày. Và phần thép này các bạn thấy là thiết kế giống như được đúc dày. Và bên dưới là đáy nồi phẳng và có thêm phần may so ở đây. Đấy là về những cái cơ bản của nồi. Còn bây giờ mình sẽ thử hoạt động thử để lựa chọn các cái chương trình và cắm điện cho nồi để xem nồi hoạt động như thế nào. Khi các bạn cắm điện vào thì có đèn led nó nhấp nháy như này, có nghĩa là nồi đã được kết nối với nguồn điện. Và bây giờ thì sử dụng thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy đây, nếu như mà mình sẽ nói qua các cái biểu tượng ở trên này vì nó bằng tiếng Đức và trong cái quyển sách hướng dẫn thì nó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức để các bạn có thể xem được những cái chú thích của nó. Thì ở đây là có phần là low sight, có nghĩa là cái thời gian nấu là các bạn nấu xong bao lâu đấy nồi sẽ tắt bếp, đấy là cái thời gian mình hẹn nấu đấy. Còn cái temperature ở đây có độ C thì các bạn hiểu là nhiệt độ C. Còn cái task time là cái thời gian một số những cái chương trình mà các bạn muốn hầm hoặc là muốn tẩm ướp gia vị trước rồi sau đấy mình nấu ấy, thì các bạn dùng cái task time, bạn có thể cài đặt là 9 giờ bắt đầu, 10 giờ thì mới bắt đầu nấu. Ví dụ các bạn chuẩn bị món ăn từ 8 giờ nhưng mà các bạn muốn là 9 giờ mới bắt đầu nấu thì các bạn có thể cài đặt thời gian này. Nhưng mà cái chương trình, cái cài đặt thời gian này thì không phải tất cả các chương trình đều có. Và bây giờ ở đây start, stop và pause thì đều ở một phím này thì các bạn đều sử dụng ở một chỗ. Còn cái vem halten tính là cái chương trình mà giữ ấm. Ở chương trình này khi các bạn khởi động bật nó thì nó sẽ giữ ở cái nhiệt độ cố định luôn là 75 độ C và nó thể keep warm trong vòng khoảng 12 tiếng.
keep warm, nghĩa là giữ ấm ấy. Còn bây giờ thì nhá, ở đây thì nó có các cái chương trình nấu và các bạn có thể lựa chọn thì bằng cách là phím xoay cái phím này, phím program, phím tròn này rất là dễ. Các bạn xoay đến cái phần mà nó đèn sáng ở chỗ nào thì nó chính là cái phần nấu ở cái chương trình đấy. Ở những cái chương trình này thì người ta đã thiết lập gần như là các cái nhiệt độ là đã cố định rồi, mình chỉ lựa chọn cái thời gian nấu thôi. Ở trong cái sách hướng dẫn này thì bạn có thể nhìn thấy luôn là với chương trình nào thì nhiệt độ là bao nhiêu. Ví dụ ở đây nó có đang có cái từ Dampfdruck, chính là nấu bằng hơi nước ấy. Thì chế độ 1 nó là 108 độ C, còn Dampfdruck chế độ 2 ở đây thì nó là 116 độ C. Thì ở đây khi các bạn lựa chọn, các bạn xoay, ví dụ các bạn nấu hơi nước, chế độ 1 là nấu hơi nước, đây là nó có chế độ nấu áp suất nhé. Thì các bạn có thể lựa chọn được thời gian. Đấy, thì các bạn tùy bấm thời gian, các bạn lựa chọn xong thì các bạn bấm start thì nồi sẽ bắt đầu hoạt động. Còn cái phần nhiệt độ này là các bạn không thể lựa chọn được, và cả task size nữa. À, chương trình này các bạn có thể lựa chọn được task size. Thì các bạn có thể lựa chọn ở đây, ví dụ đây là đây, sau bao nhiêu lâu thì chương trình bắt đầu hoạt động. Ở đây mình task size là 14 phút. Ví dụ mình sẽ để sau 14 phút thì bắt đầu hoạt động. Thì bây giờ mình bấm. Thì ở chương trình này nhiệt độ là 108 độ C và thời gian vừa nãy mình lựa chọn thời gian lau style là thời gian hoạt động là bao nhiêu đấy. Còn task style là 14 phút, có nghĩa là sau 14 phút thì nó bắt đầu nấu cái chương trình dam này. Nếu như mà muốn khởi động lại và muốn thay đổi chương trình thì các bạn bấm phím stop này trong khoảng vài giây thì chương trình sẽ trở lại cái lúc ban đầu. Là bây giờ các bạn có thể lựa chọn một cái chương trình khác. Ở cái chương trình dam, khi lựa chọn chương trình thì các bạn chỉ cần xoay phím này, và các cái chương trình kia thì nó sẽ hiện xanh lên, thì các bạn sẽ biết được là mình đang lựa chọn chương trình nào. Đấy, và bây giờ là đang chuyển sang chế độ Brutton. Mình muốn chuyển sang chế độ Dam 2. Đấy, thì các bạn thấy là cái Dam 2 nó sẽ sáng xanh lên. Thì các bạn cũng tương tự như DAF 1, chỉ khác là cái nhiệt độ bây giờ nó đã cao hơn, nó là 116 độ C như này. Thì các bạn cũng chọn thời gian xong bấm Start với chương trình xào. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn được cả cái thời gian và nhiệt độ. Nhiệt độ của xào thì đây, thời gian xào mình có thể lựa chọn tạm là 4 phút nhé. Còn nhiệt độ thì nó sẽ giải từ 100 đến 170 độ C. Bạn có thể tùy lựa chọn lên xuống bao nhiêu độ C đấy. Xào nhanh, xào chậm với thứ thì tùy bạn, thì có thể tăng nhiệt độ lên. Và sau đấy bấm Start thì nồi có thể hoạt động. Cái Smorgon là chế độ hầm. Với chế độ hầm này thì các bạn cũng chỉ cần xoay cái phím xoay, chuyển sang chế độ Smorgon là chế độ hầm. Ở chế độ này thì người ta cũng đã lựa chọn sẵn cho bạn cái nhiệt độ rồi. Các bạn xem sách ở đây, nhiệt độ nó đã là 116 độ C, là cao hơn nhiệt độ sôi bình thường rồi. Và thời gian thì các bạn có thể lựa chọn nó tùy theo cái nhu cầu của mình, và bấm Start thì chương trình sẽ hoạt động. Ở chương trình Smorgon này thì nó cũng có cái thời gian là task size. Thì bạn cũng có thể lựa chọn cái task size là sau bao nhiêu lâu lấy thì nồi bắt đầu hoạt động, và bấm Start thì chương trình nó sẽ cộng thêm cả cái thời gian trước đấy để cho bạn, là bạn muốn để cho nó gấm trong khoảng 20-30 phút gì đấy tùy bạn. Tiếp là bạn xoay thì nó sẽ nhảy sang Kartoffeln. Kartoffeln là cái chương trình mà các bạn có thể nấu hầm nhiều khoai tây đấy. Khoai tây, hình khoai tây các loại khoai. Ở chương trình này cũng đã có cài đặt sẵn nhiệt độ rồi, thì các bạn có thể lựa chọn thời gian. Guys là nấu gạo cũng tương tự. Còn cái Hülsenfrüster này là cái để nấu các loại hạt đỗ, đậu lạc các thứ đây này, để linh đỗ. Tiếp là Dampfen. Dampfen là cái mà các món hấp mà các bạn muốn nấu ấy, có thể sử dụng. Ở trong này có cả slow cook luôn nhé, là các bạn không phải mua cái nồi nấu chậm nữa đâu. Ở nồi nấu chậm chế độ này thì người ta đã để cho bạn là nhiệt độ các bạn có thể lựa chọn từ 75 đến 95 độ C, và thời gian các bạn nấu có thể từ 26 và đến 12 tiếng, 12 giờ. Ở đây các bạn sẽ lựa chọn từ 1 cho đến 24 giờ, có thể là nấu chậm trong cả 24 giờ luôn. Đấy, nếu chọn xong thì các bạn bấm Start thôi. Và tiếp theo đến sau video là cái món của châu Âu, chắc là mình sẽ khó.
yogurt đây. Yogurt thì người ta cũng để cho mình có thể lựa chọn thời gian và nhiệt độ để làm yogurt. Cái khung thời gian yogurt thì người ta đã giới thiệu cho bạn ở đây là từ 30 đến 45 độ C là nhiệt độ thích hợp, thì các bạn có thể lựa chọn trong cái giải nhiệt độ này, và trong cái thời gian là từ 6 đến 18 tiếng, 18 giờ. Và tiếp theo đấy thì là meals, guys, đây cái món của châu Âu rồi thì mình cũng không biết món này. Tiếp theo đấy là ở đây có hai chế độ nướng. Nướng Bacon 1 và nướng Bacon 2. Bacon 1 có nghĩa là với những cái món mà như bông lan hay thứ thì cái độ nở nó cao hơn thì các bạn sử dụng cái Bacon 1 thì nó nhiệt độ thấp hơn. Còn với Bacon 2 như các bạn còn nướng bánh mì loại bánh dày hơn thì dùng Bacon 2 thì nhiệt độ nó sẽ cao hơn. Đây là các cái chương trình mà các bạn có thể lựa chọn để nấu. Và ngoài ra thì có thêm nữa, các bạn lưu ý là với những cái nấu mà các bạn chỉ đun nấu bình thường mà không muốn sử dụng hơi nước ấy, là áp suất ấy, thì các bạn có thể bấm phím ở đây thì cái van của nồi nó sẽ nhô lên như thế này, thì có nghĩa là không nấu bằng hơi nước. Khi các bạn bấm cho nó tẹt xuống như này thì là đang nấu bằng hơi nước. Còn có một chương trình nữa mình muốn giới thiệu thêm ở đây, bạn thấy chữ man ở đây. Chương trình này là nấu dành cho việc là không sử dụng vung nhá. Thì các bạn phải mở vung ra. Nếu các bạn vẫn để vung như thế này mà các bạn lựa chọn chương trình này, các bạn chọn men này, các bạn chọn thời gian nấu này, các bạn chọn nhiệt độ này, sau đấy bấm start này, nồi sẽ hoạt động. Nhưng ngay sau đấy nồi sẽ báo lỗi vì là không sử dụng đúng. Vì vậy mình bấm power lại này, sau đó mình mở hẳn ra, bỏ hẳn vung nồi ra như thế này thì nồi sẽ bắt đầu hoạt động và nó không báo lỗi nữa. Đấy là trong quá trình sử dụng thì các bạn lưu ý.